Genus hoàn toàn mới, đẹp, độc đỉnh. Xin kính chào các khán giả thân yêu của giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc Yamaha Cup năm 2024. Đây là sân vận động thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Và ngày hôm nay, cuộc đối đầu giữa U13 Hà Nội dưới U13 LV Bank Hoàng Anh Gia Lai, một trong những cuộc đối đầu thú vị bậc nhất tại giải năm nay. Trong ngày thi đấu hôm nay, các cầu thủ U13 Hà Nội sẽ thi đấu với trang phục áo tím, quần tím và tất trắng. Bên phía các cầu thủ LV Bank Hoàng Anh Gia Lai, họ sẽ thi đấu với trang phục toàn xanh. Một cuộc đối đầu không thể thú vị hơn khi chỉ có một chiếc vé đi chơi vào vòng tứ kết tại bảng đấu này còn sót lại. Và đây là một cuộc chiến vì danh dự, vì lòng tự hào và tên tuổi của cả hai câu lạc bộ tại thời điểm hiện tại. Như vậy thì trong hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ chấn trung thành bên phía tay phải màn nhỏ của quý vị và các bạn. Và các cầu thủ LV Bank Hoàng Anh Gia Lai với trang phục toàn xanh sẽ là những người lấy bóng trước và chấn trung thành bên phía tay trái. Những cuộc đối đầu của các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và LV Bank Hoàng Anh Gia Lai chưa bao giờ làm thất vọng người xem từ mọi cấp độ. Và ngày hôm nay thì các cầu thủ U13 của cả hai đội bóng sẽ có cuộc chạm trán với nhau. Bóng dài dành cho các cầu thủ LV Bank. Thiên Bảo. Vẫn là Thiên Bảo. Đường truyền của Thiên Bảo. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã chơi tốt. Trọng tài vừa cắt còi. Đá ngay tới từ Nhật Huy. Cú dứt điểm ở chân trái, bóng vẫn đi hơi cao. Đường truyền lên, tốc độ bên làm bên phải. Đã có thể bứt tốc. Đức Đạt qua người không thành. Pha xử lý tới từ Võ Đức Đạt. Pha xoay sở tới từ Quang Huy. Tô Minh Sơn đưa bóng vào trong. Tình huống khá nguy hiểm. Vẫn là sự băng cắt tới từ Đức Đạt. Nền tảng thể lực của cả hai đội cũng là một phương án tính đến tới từ các huấn luyện viên. Bóng bỏng vào khu vực vòng cấm, nguy hiểm. Tình huống đẩy bóng tới từ Khánh Hòa. Và xoạc bóng nguy hiểm và nhiều khả năng sẽ có thẻ phạt cho tình huống phạm lỗi này. Tình huống vào bóng bằng gầm giày khá nguy hiểm tới từ vị trí của Phước An. Người bị đau vừa rồi đó là Vũ Huy Hiệu. Sẽ nhận sự chăm sóc tới từ bộ phận y tế, tới từ số 5 bên phía cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Tình huống đạp bóng trúng vào mắt cá tới từ số 10 Phước An. Hà Nội vẫn đang chủ động trong lối chơi của mình. Họ dồn ép LV Bank Hoàng Anh Gia Lai về phía phần sân của các cầu thủ áo xanh. Và đây là tình huống cố định dành cho các cầu thủ áo tím. Bóng bỏng nguy hiểm. Hàng phòng ngự của các cầu thủ LV Bank Hoàng Anh Gia Lai đứng vững. Bên phía các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Thiên Bảo. Quang Huy. Đưa bóng vào, rất nguy hiểm. Tình huống tạt bóng về phía cột 2. Tới từ vị trí của Minh Sơn. Vẫn là các cầu thủ áo tím. Rất chống mình làm bên phải. Đó là một tình huống chọc khe thông minh. Cơ hội dành cho các cầu thủ Hà Nội. Bóng vẫn còn. Trọng tài căng cờ báo hiệu. Như vậy có lỗi việt vị. Đưa bóng vào khu vực vòng cấm. Và cắt bóng đằng đầu tới từ hàng phòng ngự của các cầu thủ câu lạc bộ đá Hà Nội. Sẽ có thêm một quả phạt góc dành cho các cầu thủ LV Bank Hoàng Anh Gia Lai. Đưa bóng vào trong, rất nguy hiểm. Cơ hội, và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ LV Bank Hoàng Anh Gia Lai. Người vừa mang về bàn thắng đó là Hà Thanh Phước An. Một tình huống cố định và lộn xộn. Phước An tiếp tục nổ súng ở trong giải đấu năm nay. Trong trận đấu với các cầu thủ Gia Định, Phước An cũng là người đã ghi bàn thắng quan trọng dành cho các thủ LV Bank Hoàng Anh Gia Lai. Gió đổi chiều ở trong phút thi đấu vừa qua. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội nhập cuộc tốt. Tuy nhiên thì ở một tình huống cố định họ đã để thua. Bây giờ thì người phải dồn lên tấn công đó là câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại pha bóng này. Bóng tự tìm đến Phước An ở pha bóng vừa rồi.
Cú dứt điểm cuối cùng là chuẩn xác, mang về bàn thắng dành cho số 10 của các cầu thủ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Tình huống treo bóng của Gia Khang vào khu vực bóng cấm khá nguy hiểm, rất nguy hiểm ở vòng vừa rồi, bóng vừa đập cột. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã lúng túng với một tình huống bóng bổng. Rất may dành cho các thủ áo tím khi họ không để thua. Bóng đã tìm đến cột dọc sau tình huống pha bóng tới từ hàng phòng ngự của các thủ bóng đá Hà Nội lên trên. Thêm một tình huống tấn công biên. Lần này thì các thủ nơi hàng phòng ngự của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã chơi cảnh giác. Đường chuyền lỗi tới từ vị trí của đội trưởng Ngọc Phương. Chúng ta cùng xem lại tình huống đá phạt tới từ LP Bank Hoàng Gia Lai. Và pha bóng của một cầu thủ áo tím vô tình đã đập trúng vào người của Huy Hiệu và quay trở lại với cầu môn của thủ thành bên phía các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Lên bóng dành cho các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đức Đạt cơ hội! Dứt điểm vẫn là Đức Đạt. Chưa thể chiến thắng được thủ thành Khánh Hòa. Hoan hô thủ thành Khánh Hòa pháo mưa rồi. Pha sửa lòng không hề đơn giản một chút nào tới từ Đức Đạt. Tuy nhiên thì Khánh Hòa đã có một pha phản xạ tốt. Tình huống chuyền bóng trước đó là của Quang Huy mà được chuyền rất thông minh. Pha bấm bóng kỹ thuật tới từ Đức Đạt không thể vượt qua đôi tay của thủ thành Khánh Hòa phóng vừa rồi. Đưa bóng vào trong khá nguy hiểm, đã có tình huống để bóng chạm tay và penalty dành cho các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Cơ hội để cho các cầu thủ áo tím có thể quân bình tỷ số ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Tình huống đưa bóng vào, hai tình huống phá bóng hụt liên tiếp và rõ ràng thì cái tay của số 5 bên phía Hoàng Anh Gia Lai đó là Nhật Trường đã giang ra không thực sự tự nhiên. Nó là một tình huống chơi bóng bằng tay ở trong vòng cấm. Một quả penalty dành cho các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội là hoàn toàn chính xác. Thiên Bảo sẽ là người thực hiện cú phạt đền này. Ngay sau khi mà hàng phòng ngự của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội mắc lỗi thì câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có một tình huống chơi không tập trung. Thiên Bảo sẽ đối mặt với Phạm Xuân Khánh Hòa. Thiên Bảo không khó khăn cho Thiên Bảo để có thể có được bàn thắng quân bình tỷ số. Tỷ số được quân bình 1-1 ở phút thi đấu thứ 21. Gió tiếp tục đổi chiều một lần nữa và lợi thế lúc này đang thuộc về phía câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống đặt lòng gọn ghẽ tới từ Trần Thiên Bảo. Thủ thành Khánh Hòa đã bị đánh lừa ở pha bóng vừa rồi. Minh Huy mang về cho các cầu thủ áo xanh một quả ném biên. Quang Nghĩa, bóng vẫn còn trong cuộc. Tạt bóng không thực sự tốt. Tuy nhiên rất nguy hiểm khi có tình huống bóng hai không được. Với vị trí thứ hai thì đội đợi các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở trong vòng tứ kết sẽ là TNT Bắc Giang và xử lý tới từ Đức Đạt. Tình huống can thiệp kịp thời vừa rồi thuộc về Quang Lâm. Tình huống tăng tốc của Đức Đạt bên hành lang bên phải. Đức Đạt là một trong những cầu thủ có bộ kỹ năng tốt và tốc độ là đáng nể. Khá nguy hiểm. Cơ hội dành cho vị trí của Quang Huy. Quang Huy đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự của LV Anh Hoàng Gia Lai. Được chuyền lỗi. Tranh chấp rất quyết liệt. Đã có một tình huống thoát phát sinh hay. Đường chuyền cơ hội.
Đây là Đức An trả ngược, đưa bóng vào trong. Tình huống đưa bóng vào là hơi thấp. Tình huống mở bóng của Đức Đạt sẽ có một quả tạt. Và ra chân từ khá xa. Vẫn đang là sự chủ động tới từ phía các thủ câu lạc bộ đá đội. Và xử lý tới từ Minh Sơn. Tình huống tạt bóng là hơi sâu. Quang Huy. Tình huống tạt bóng tới từ Quang Huy, cơ hội dành cho câu lạc bộ đá Hà Nội. Tranh chấp rất quyết liệt. Bóng vẫn còn dành cho cầu thủ áo tím. Dứt điểm ngay, rất nguy hiểm. Pha xử lý tốt tới từ Đức Đạt, cú ra chân căng, tuy nhiên bóng lại đi hơi thiếu chính xác. Liên tục là dồn ép các cầu thủ LV Anh Hoàng Gia Lai về phía phần sân nhà của mình. Đức Đạt có một pha xử lý tốt, tuy nhiên thì cú dứt điểm cuối cùng vẫn là chưa chuẩn xác. Trong những phút thi đấu vừa qua thì tuyến giữa của các cầu thủ câu lạc bộ đá Hà Nội hoạt động tốt hơn khá nhiều so với tuyến giữa của LV Anh Hoàng Gia Lai. Lối thuộc về LV Anh Hoàng Gia Lai với một tình huống chơi bóng bằng tay tới từ vị trí của Nhật Trường. Thiên Bảo, bóng vừa đập vào cột dọc. Rất đáng tiếc dành cho Thiên Bảo ở pha vừa rồi. Như vậy thì đó cũng là phút thi đấu chính thức cuối cùng và cơ hội cuối cùng ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha dứt điểm tới từ Thiên Bảo. Cú dứt điểm rất khó, tuy nhiên thiếu đi một chút may mắn. Đó là tình huống duỗi mù, bóng đã đập vào cột và đi ra ngoài. Rất đẹp mắt, tuy nhiên bóng lại không đi vào lưới. Đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp 1 trận đấu, sẽ có được lợi thế. Và xử lý hay, được chuyền hay, cơ hội dành cho câu lạc bộ bóng đá đội. Quang Huy dứt điểm. Trước đó thì trọng tài đã căng cờ báo có lỗi việt vị. Người đã căng cờ đó là ông Lê Huy Hoàng. Tình huống thoát xuống khá nhanh tới từ Thiên Bảo. Thêm một đường chuyền lỗi đưa tới từ phía cầu thủ áo xanh. Và chọc khe cá thông minh, bên đây là cơ hội dành cho các cầu thủ câu lạc bộ đá đội. Quang Huy, Quang Huy không được, vẫn thể chưa thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng tới từ vị trí của Đức Đạt. Liên tiếp là những tình huống xử lý kỹ thuật của Đức Đạt ở trong vòng cấm. Tuy nhiên thì hàng phòng ngự của cao thủ LV Anh Hoàng Gia Lai đã bọc lót cho nhau rất tốt ở phóng vừa rồi. Vẫn không thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Đường chuyền trước đó thuộc về Bảo Trung. Liên tục là ngoặt bóng, tuy nhiên thì Đức Đạt vẫn không thể loại bỏ được hai cái bóng áo xanh. Thật là kiểm soát bóng dành cho cầu thủ câu lạc bộ đá Hà Nội. Đường chuyền của Bảo Trung, pha chuyền bóng lên và đây là Đức Đạt, cơ hội Đức Đạt, pha ra vào tốt tới từ thủ thành Phạm Xuân Khánh Hòa. Khánh Hòa đã có tình huống va chạm cùng với Đức Đạt ở trong tình huống ra vào của mình. Đức Đạt đã lướt lên rất nhanh ở pha bóng này. Tình huống ra vào và ngăn chặn tốt pha tấn công tới từ thủ thành của LV Banh Hoàng Gia Lai. Mở biên tới từ Bảo Trung. Và xử lý của Phi Hùng. Vẫn là Phi Hùng, khá hay tới từ Phi Hùng, tiếp tục đi bóng. Chưa thể vượt qua chốt chặn cuối cùng bên phía cao thủ LV Anh Hoàng Gia Lai. Tuy nhiên thì trước đó Phi Hùng đã loại bỏ hai cầu thủ áo xanh. Người có pha cắt bóng cuối cùng đó là Quang Lâm. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại pha bóng này. Phi Hùng có tình huống ngoặt bóng rất khó chịu. Phòng cuối cùng thì Phi Hùng đẩy bóng hơi dài.
Tô Minh Sơn đang là người đứng trước bóng. Bóng bổng vào khu vực vòng cấm. Và bằng cắt dứt điểm ngay. Không được. Đang có một cầu thủ áo tím bị đau. Người có tình huống băng vào trước đó là Bảo Trung. Đây là thời gian Côn Linh Break dành cho hai đội. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại pha bóng này. Bảo Trung đã có tình huống băng vào. Và dứt điểm cuối cùng là thuộc về vị trí của Bảo Bảo. Cả hai cầu thủ và sân thay người trong những phút thi đấu vừa qua tới từ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội bao gồm Phí Hùng và Bảo Bảo đang chơi khá ấn tượng. Đức Đạt khá hay, cơ hội dành cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đây là Phí Hùng, vẫn là Phí Hùng. Bóng bổng, cột 2, không được. Tình huống chơi bóng cảnh giác tới từ hàng phòng ngự của các cầu thủ áo xanh. Vẫn là các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Phí Hùng đường chuyền về. Tình huống trọng biên khá hay. Pha xử lý tốt tới từ vị trí của cầu thủ mà số 5 đó là Nhật Trường. Vẫn như trận đấu trước, Nhật Trường luôn là cầu thủ quan trọng và có mặt ở mọi điểm nóng bên phía cao thủ LVN Hoàng Anh Gia Lai. Lên bóng dành cho LVN Hoàng Anh Gia Lai. Tình huống chuyền dài và bóng xuống đáy biên. Có lẽ là không kịp. Thì đưa bóng vào trong không thành công. Lên bóng dành cho các cầu thủ LVN Hoàng Anh Gia Lai. Hai cầu thủ áo xanh đã không hiểu ý nhau, dứt điểm từ xa. Pha ra chân khá vội vàng tới từ Đức Đạt. Cú sút là không đủ lực. Phút thi đấu thứ 55 của trận đấu, thời gian còn khoảng hơn 2 phút nữa, hơn 5 phút nữa. Đường chuyền tình huống chọc khe. Rất nguy hiểm. Chút nữa thôi thì cao thủ LVN Hoàng Anh Gia Lai đã tạo được sự nguy hiểm nhất định về phía khung thành của thủ thành Duy Minh. Hoàng Anh Gia Lai đang làm tất cả những gì có thể để có được bàn thắng, có được chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên Hà Nội đang nói không. Đây là tình huống mà đã có tình huống trượt trụ tới từ đội trưởng Ngọc Phương. Rất may ở pha bóng đó, bóng đã đi chệch khung thành. Cơ hội dành cho LVN Hoàng Anh Gia Lai. Dứt điểm kỹ thuật. Pha ra chân rất táo bạo tới từ vị trí của Quang Nghĩa. Không chính xác thì đó là tình huống đặt lòng tới từ Dư Văn Minh. Cú đá với rất nhiều hy vọng tới từ các cầu thủ LVN Hoàng Gia Lai cũng như các cổ động viên của phố núi. Đó sẽ quay trở lại ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Quang Nghĩa đang là người đứng trước bóng, đưa bóng vào trong. Cơ hội dứt điểm khá nguy hiểm. Tình huống pha bóng lên. Quả người được chuyền lên và đây là cơ hội dành cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Không được. Trọng tài cắt còi ở pha bóng sau đó khi mà đã có va chạm của Phí Hùng cùng với vị trí của Mạnh Hùng. Rất hồi hộp ở những phút thi đấu cuối này, đường bóng dài, nguy hiểm. Bóng vẫn còn trong cuộc. Chuyền bóng, cơ hội dành cho LVN Hoàng Anh Gia Lai, chưa có cú dứt điểm được đưa ra. Cao thủ áo xanh đang dâng cao đội hình để kiếm tin mà bàn thắng. Tuy nhiên thì hàng phòng ngự của Hà Nội đứng vững và đây là phản công dành cho các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đã có thể thoát đi. Trọng tài cắt còi. Nhiều khả năng sẽ có thẻ phạt và ngay lập tức một thẻ phạt được rút ra cho pha bóng vừa rồi. Trên sân đang có hai cầu thủ bên phía các thủ áo tím nằm sân, bao gồm thủ thành Duy Minh cùng với một cầu thủ vừa có tình huống tăng tốc bên làn biên trái. 3 phút là khoảng thời gian bù giờ cho hiệp thiếu thứ hai. Mọi thứ vẫn còn đang rất căng thẳng. Sẽ có cáng được đưa vào sân. Được chơi bóng này đang là Tô Minh Sơn. Được chuyền dành cho vị trí bên hành lang bên trái. Đáy biên, đưa bóng vào trong, bóng vẫn còn trong cuộc. Tình huống phá bóng lên tới từ LVN Hoàng Anh Gia Lai. Như vậy một thẻ vàng đã được rút ra dành cho thủ thành Duy Minh.
Vâng, và như vậy thì trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 1-1. Các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ghi tên mình vào chơi ở trận tứ kết của mùa giải năm nay. Và một điều đặc biệt đó là ở trận tứ kết của mùa giải năm nay, các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ gặp người anh em TNT Bắc Giang. Rất đáng tiếc dành cho Ewing Hoàng Gia Lai ở trong trận đấu ngày hôm nay, họ không thể có được một chiến thắng. Và với kết quả hòa này thì Ewing Hoàng Gia Lai chính thức sẽ rời giải đấu sau khi vòng bảng kết thúc. Xin chúc mừng các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Và buổi tường thuật trực tiếp của tôi cho trận đấu này xin phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những trận đấu sau. Genus hoàn toàn mới, đẹp, độc, đỉnh.